Rồi má ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, ơi. Đéo thấy và đéo muốn biết. Đi nhìn anh đi Nguyên là phải Nguyên đó, con Nguyên là con Nguyên, nó thích đó lắm. Tao đéo khó thấy thôi. Im đi, đi là đi, thích gì đi là má? con không có đi. Đi, anh thích thích thằng Quỳnh Hoàng má. Là anh con không có đi, 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 đi à. Tao không có rồi, tao phải hết cái đó. No. Bây giờ mày nói tao nè, mày giờ mày kêu con Nguyên thì đụng mới có thể là tao ngồi tao coi tao ngắm, chứ đụng mới mày kêu thằng một thằng nữa nó vô mà kêu khoe show ra mà tao coi coi cái lộn. Coi cái lộn chứ coi đụng má chứ tao coi tao cũng đéo coi đâu, em bữa tụi nó kêu dữ lắm mấy người. Mà Uyên biết cái người thôi, mà thôi thôi mày ơi đụng á, mày đã ngồi lên mày chi tiết như vậy thì mày coi hoài mày hay cái gì cái đó. Ê, cái đó tao không có nhìn thôi đâu tao đéo tin mày nữa, đụng má mày ghê quá. Tao đéo tin mày đó. Hình như cái đó là tao không có ở trên sân nha. Cái đó là thằng thấy anh cái nó quay lại đó, quay lại cho tao coi đó. Hello, hello anh Nắng. Ủa thấy anh nó quay hả? Tao đéo cần biết. Đó. Thấy anh nó quay hả? Dài vậy. Kêu nó mà, kêu nó ê ê quay lại men cái có gì cho mọi người coi mình dịp hàng đó men. Hello chú cuội. Ok, quay lại tao quay lại cho mày coi. Oh my god. Oh my god. Đậu má nó cái mạng internet này tao bực bội rồi đó. Hello fan đi đâu mọi người. Ê fan kìa. Fan là fan là em gái của Rồng luôn á. Chứ không phải là vợ của Rồng nữa hả? Rồng à, mười mấy giờ. Em gái của Rồng. Fan là em gái của Rồng này. Khang top một thời BK với Rồng nữa. Hello mọi người. Best friend đó, đó bụng quá men. Chắc yeah, đi kiếm gì ăn quá. Bạn thân của Rồng đó anh. Rồi. Bạn nãy giờ nãy giờ trong cái này nói xấu Rồng hơi nhiều quá, gì đừng đi mát nha. Con giờ đây rồi. Trời ơi tụi này. Trong này hay hơi bị nói xấu của Rồng luôn á. Hello 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 anh Milo nha. Thiệt. Đủ mà Milo nó từ đây từ nào mày vô đúng cùng từ kiếp nào bây giờ đụng hello. Mấy nhỏ đó ngứa háng á, mấy nhỏ đó gọi là ngứa háng á. Gượng cái nó gượng được cái gượng cái anh hồng. Vô. Uyên. Tỏi hết rồi, cái của tỏi nó hết rồi. Quang từ là mọc tóc nó mà mọc ra hết rồi. Má tốn tiền đéo được gì hết đi ơi. Bữa ngồi chơi ngu quá tự nhiên đi cắt đầu tỏi. Má tốn cái tốn tiền đéo được gì hết. Mà đéo ra mà không ra hình tỏi nữa. Ra hình gì đó không à. Cười nó phanh. Mày đi cạo cái đầu đi đậu mè. Hello only style. Em nói nghe từ từ. Chẳng thà như thằng Rồng á mà nó bệnh như vậy, nó biết là giống như kiểu như bị trực ăn vậy. Nó tốt quá, nó tốt, nó hiền, nó không nói gì. Đằng này á, nó rất là biết kiểu như nó nổ cái này nọ thì làm sao mà mình thông cảm hết được. Còn mấy má mà mày giả tạo, mấy má kêu là trời người ta bệnh vậy hơi thôi, rồi mấy biết tội gì người ta thôi, cái này không có. Má mấy con nhỏ đó bào nó còn hơn cái gì nữa. Cái đặt đầu tiên của nó kìa, cái đặt đầu tiên của nó là nào cũng 1-2 cũng 3-4 ngàn đô. Mấy con nhỏ nó bào, nó biết nó bị khùng á, bào nó bào quá trời bào luôn. Tội nghiệp được cái nào, tội nghiệp chứ. Tiền cái này mà tiền nó đâu phải của nó, cái nó đi làm ra đâu, tiền nó là cấp của mẹ nó lấy, mẹ nó cà đó. Mày nghĩ người ta sẽ quan tâm sao vậy mà mấy người ta dựng quá vô ủng hộ nó men má. Còn thấy làm vậy càng kỹ như càng đưa nó vào một cái con đường xa hơn nữa. Nhưng mà cho nó tỉnh ngộ đi. Không, giống như là bây giờ người ta đang sống trên đỉnh cao, người ta đang bị vô gọi là cái gọi là nổi tiếng của Vigo này ai cũng biết. Ồ, nó hôm bữa nó vô trong em nói nè, kêu là nó đỉnh cao hả? Của Vigo mà nó kêu là nó ở một ngày một ngày nó được tặng mấy con rồng này nọ rồi đó. Sống đây sống. Nhưng mà đừng có cho nó chơi cái lục sống má mà. Cái wifi tao bực bội nó quá rồi. Mà sống mà kiểu giống như mà trời ơi cái đất hỡi quá, sống làm